đúng không? Thấy được đâu, bấm thằng câu ra vậy. Bấm câu ra. Bấm thằng câu ra. Lần thứ hai anh chọc dưới của em. Dạ em im lặng, anh không nói đâu. Đâu? Lần thứ hai, lần thứ ba anh từ phía sau anh ôm em, anh động thủ em, được chưa? Em vẫn im bỏ qua. Em xuống. Anh vẫn tiếp tục. Anh sờn sờ em. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Bóp chú hả? Hả? Bóp chú hả? Đấy. Tôi bị con ông nghe chưa? Tôi bị con ông là tôi để trong cái đào này. Cô gái Quảng Nam tìm đến tận nhà dạy bảo người đàn ông sàm sỡ. Một cô gái ở Quảng Nam nhận được nhiều sự chú ý khi tìm đến tận nhà để dạy bảo gã đàn ông đã sàm sỡ mình. Người đàn ông phải quỳ gối xin lỗi cô gái. Ngày 24 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip kéo dài 1 phút 21 giây ghi lại cảnh một cô gái phản kháng, chất vấn và dạy bảo một người đàn ông sàm sỡ mình. Cô gái đã tìm đến nhà người đàn ông ở xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Sau khi chất vấn và người đàn ông thừa nhận hành vi sàm sỡ của mình, cô gái đã dùng cây gỗ đánh, dạy bảo người đàn ông này. Với hành vi sai trái của mình, người đàn ông đã quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ bỏ thói sàm sỡ. Cô khuyên anh ta nên bỏ trò sàm sỡ để không làm tội vợ con. Đoạn clip đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn chia sẻ, bình luận của cư dân mạng. Hầu hết các bình luận đều chỉ trích, lên án hành động biến thái của người đàn ông khi nhiều lần sàm sỡ cô gái. Ngoài ra, nhiều bình luận cũng dành sự khen ngợi sự dũng cảm của cô gái khi dám chất vấn gay gắt người sàm sỡ mình. Quá bức xúc, tôi mới dạy cho gã biến thái một bài học. Chiều nay, ngày 25 tháng 2, chị TT, sinh năm 1991, trú thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cho biết. Chị chính là người xuất hiện trong đoạn clip. Chị T. T kể, khoảng 10 giờ trưa ngày 20 tháng 2, chị cùng hai người bạn đi chơi ở khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, huyện Phú Ninh. Tại đây, có một người mặc đồ nộm hình con trâu, đồ gấu bông, đứng chào và chụp hình với du khách. Tôi đang đứng chụp hình với hai người bạn thì người mặc đồ nộm nhìn đến sàm sỡ, dù nhóm tôi không hề thuê người này đến để tạo dáng chụp ảnh. Lúc đó, tôi nghĩ người mặc đồ nộm là phụ nữ. Chưa dừng lại, khi tôi đang đứng chụp hình thì người này lại tiếp tục tiến đến ôm rồi kẹp đầu tôi xuống đất tiếp tục sàm sỡ. Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết đứng khóc, chị TT nhớ lại. Sau đó, khi chị TT đang đứng chơi với hai người bạn thì người này lại tiếp tục xuất hiện và sàm sỡ chị TT lần thứ ba. Lúc đó, tôi nghĩ đến một kẻ biến thái, chứ bạn bè nữ không hành động kiểu đó. Tôi liền tìm cách và đã gỡ được phần hình nộm che mặt ra, phát hiện đấy là một người đàn ông. Người này còn cười đùa giỡn với tôi. Quá bức xúc, tôi liền trình báo vụ việc với ban quản lý khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, chị TT nói thêm. Theo chị TT, người đàn ông trên chỉ làm thuê theo thời vụ tại khu du lịch để chào du khách, chứ không phải là nhân viên tại đây. Sau đó, chị TT đăng sự việc lên mạng xã hội. Khi đăng lên mạng xã hội, tôi mới biết người đàn ông này đã sàm sỡ nhiều phụ nữ khác. Tôi và hai người bạn liền tìm đến nhà gã đàn ông này để nói chuyện, giải quyết. Sau khi chất vấn, người đàn ông đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và hứa sẽ không bao giờ có hành động này nữa, nên mình tôi đã bỏ qua, không làm to chuyện. Chị Thủy tâm sự. Một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị chưa nhận được trình báo từ phía cô gái trong clip. Chúng tôi sẽ cho xác minh, kiểm tra thông tin. Dù cô gái này không tố cáo nhưng mà có hành vi sàm sỡ thì phải vào cuộc điều tra và sẽ có hướng xử lý, vị này nói. Lời khai nhẫn tâm của nghi phạm sát hại bạn gái lớp 10 ở Hà Nam. Sau khi sát hại bạn gái, Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1999, huyện Lý Nhân, nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Khi tiếp tục đi tự tử thì bị bắt. Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1999, trú ở thôn Một Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân để làm rõ một vụ án mạng. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 2, người dân tại thôn Mai Xá phát hiện thi thể một thiếu nữ 16 tuổi tử vong bất thường. Nạn nhân sau đó được xác định tên V. Sinh năm 2005, quê huyện Bình Lục, Hà Nam, đang học lớp 10 tại một trường trung học phổ thông gần địa bàn huyện Lý Nhân. Công an huyện Lý Nhân phối hợp với công an tỉnh Hà Nam phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định thiếu nữ bị sát hại nên thu thập chứng cứ điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu thu thập, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Trần Mạnh Hùng vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nhận anh ta có quan hệ yêu đương với V. Do vậy đêm ngày 23 tháng 2 Hùng đón bạn gái về nhà ngủ, đến trưa hôm sau khi biết gia đình V đi tìm, vì lo sợ Hùng và bạn gái thống nhất cùng tự tử, cảnh sát xác định Hùng đã bóp cổ khiến V tử vong. Sau đó, nghi phạm nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành, Hùng lại đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt.